Chiều hôm nay Văn Thanh sẽ đi quay một miếng đất ở đường Phan Văn Mãn ở thị trấn Bến Lức của huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở đây là đường Phan Văn Mãn nha. Trên hệ thống Google Maps á, bà con mình sẽ thấy để là đường DT830. Ở đây là đường đi về cảng quốc tế Tân Tập, đi thẳng về luôn là cảng quốc tế Tân Tập. Ở đây bà con mình chạy xíu nữa bà con mình sẽ thấy cầu Long Kim, thì qua bên kia là nó thuộc Cần Đước rồi, bên kia là của Long Định Cần Đước, còn bên đây là của thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở đây đi một cây số là bà con mình sẽ đi tới quốc lộ 1A ngay cổng chào Bến Lức ở đây. Rồi khu công nghiệp Thuận Đạo thì cách đây khoảng 500m ha. Rồi chợ Thuận Đạo rồi chợ Bến Lức gần đây hết. Văn Thanh đang nhận miếng đất này là 168m2. Đất thổ cư một sổ. Mặt tiền của nó là 9m. Nở hậu của nó là 12m. Tổng diện tích của nó là 168,9m2 thổ cư. Chỗ hồng riêng. Chủ đang gửi là 5,9 tỷ, thương lượng nha, thương lượng mạnh luôn. Thương lượng chính chủ. Đường này thì nhà nước mới làm xong nha. Mới làm năm vừa rồi luôn. Đường mới cáo luôn. Ở đây thì bà con đi ra rất là nhiều hướng. Bà con mình cứ lên mạng Google mình tìm là đường Phan Văn Mãn của thị trấn Bến Lức nha, thì bà con mình sẽ thấy. Ở đây là thuộc khu phố 8 thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đất của mình thì nền cao ráo, đất thổ cư sổ hồng riêng. Ở đây có lề có lối rồi hết nha. Đây lề lối hết. Ở đây đi tới chợ Bến Lức khoảng 1,5 cây. Đi tới chợ Thượng Đạo khoảng 800m. Đi ra quốc lộ 1A năm khoảng 1 cây số. Rồi Văn Thanh báo lại nha, mặt tiền của nó hơn 9m. Nở hậu của nó hơn 12m. 168,9m2 đất thổ cư sổ hồng riêng. Chủ đang gửi Văn Thanh là 5,9 tỷ còn thương lượng nha. Ai thiện chí thì thương lượng được giá chủ sẽ bán nha. Rồi Văn Thanh đọc số điện thoại để bà con mình tiện liên lạc. 078 66 68 368. Văn Thanh đọc lại nha, 078 66 68 368. Rồi xin chào tất cả bà con.